Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Tuấn Kiệt, năm nay mình học lớp 6. Và các bạn biết đấy, vào ngày 31 tháng 10 này thì lễ hội Halloween sẽ được tổ chức. Vào ngày này, các bạn trẻ con thường hay chơi trò trick and treat. Đây là một dạng trò chơi rất là hay khi mà các bạn đến nhà người khác xin kẹo. Và nếu người ta không cho bạn kẹo thì bạn hoàn toàn có thể ném trứng vào nhà người ta. Và cũng ở trong ngày này, các bạn trẻ con thường hay hóa trang để trở thành các nhân vật rất là đáng sợ. Và mình thì mình thích hóa trang thành một vampire, có nghĩa là một macaron đó ạ. Thì khi mà mình hóa trang thành một macaron thì macaron có rất là nhiều các cái phép thuật cũng như là có thể hút máu. Thì đó là những thứ mà mình rất là thích từ việc hóa trang thành nhân vật macaron. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích hóa trang thành ai? Các bạn muốn xin những loại kẹo nào trong ngày Halloween này? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.